chào các bạn. Đây là người mẫu rất xinh nha các bạn. Nhưng mà thực sự để mà áo tóc như vậy thì tiếc cho mẫu quá, không có một sự thay đổi gì hết á. Này thấy phải cắt mẫu tóc này là thấy sẽ uốn phồng lên cho mẫu. Đây các bạn nhìn nè, bóng phồng uốn phồng trên tóc nè. Người thì nói là bóng nó hư, uốn nó không hư, không có cái gì mà còn nữa đó. Các bạn nhìn đây, thời trang đây, thời trang xu hướng gì đây. Các bạn nhìn đó, thì có mấy ông công nghiệp rồi, có mấy ông công nghiệp đây đã rồi. Thái sẽ thực hiện mẫu tóc này, Thái sẽ thiết kế mẫu tóc này điểm rơi. Ok. Mẫu thay đổi chỗ này luôn nè các bạn. Bán lại á. Các bạn hãy nói đi. Các bạn thấy sao? Linh có mạnh. Cho mày biết em thấy sao? Em xin số điện thoại anh ơi. Xin số điện thoại cho mẫu hả? Đến anh. Anh trả tiền tóc em cho anh điện thoại. Thấy chưa? Thấy người mẫu chị chơi chưa? Không, hỏi anh có chị chơi không? Đó. Không có chuyện chi không chứ, em là chuyện chơi rồi đúng không? Đặt hẹn anh Thái cắt tóc em. Ủa Linh giờ anh xong cái bóng nó xả xuống nó ít lắm anh. Không, vì làm phòng phòng thì mới làm phòng lên nó mới nhiều. À giờ anh uống lại, anh uống phòng thôi vậy luôn. Ở đây anh Thái bao luôn là nói tóc. Bao luôn nói tóc.
thái cắt xong rồi mẫu đổ ngồi được. Chắc về phải ăn ngủ cho nó chọn chịu lên mới được. Để đẹp rồi. Thật sự phải chọn cái tấm hình nãy cho anh ta. Ủa hả? Thế cái một người tới là đã thấy rồi phải không? Hai chữ. Hai chữ. Thế là kém hơn. Kỹ thần cắt của mình. Đã không cắt hay là ăn? Chơi mà. Nhưng anh là biết chị chơi rồi đúng không? Cái đầu anh phái đâu biết anh phái chị chơi. Có ai hỏi gì anh kìa? Hello ạ. Hello Bích Cưng. Dạ, biết là sớm mình ra sớm rồi. Anh đâu có nghĩ là mẹ định, anh nghĩ là cắt tóc thôi. Mình hỏi đẹp, cứ chào viết, xin xin hỏi viết. Ôi, nhường hôm nay hay là anh thích mấy hôm rồi đó, nhường này viết luôn á. Trời ơi, viết trên đời luôn gì bằng. Sao vậy? Tại vì lúc đó là tóc nó được nghỉ ngơi. Em có rảnh không? Được. Good, nhanh. Chính xác, ra đây anh gọi luôn cho. Cái nó vừa gọi xong rồi cái gì hồi đó em không ấy được rồi, ấy thì tính tiền, không có cái vợ này không phải lúc ấy xong mà vẫn phải cái vợ nó cũng đẹp lắm á, ví dụ như là cái vợ nó không có sinh con cái này là cái tên đúng cái vợ nó đẹp, vợ với mày không, nó cũng quăng quăng nhưng mà nó không giống anh. Anh đừng có đam mê nghệ thuật mà lấy đầu em ra làm giống anh. Mà anh làm đẹp lắm, nếu mà thích thì anh làm riêng cái đó. Chứ không rồi vài bữa nữa không thích nữa anh chuyển qua cho cái kia. Không nói được chứ, nó hay giờ anh thích cái phần hả? Hay giờ anh thích cái phần này. Em thấy là cắt. Để không biết dạng đó hả? Đẹp không hay là để cái hồi nãy anh nói? Cái nào cũng vậy? Cái nãy nói nó ra vậy? Cái dạng đó là nó ra vậy? Em không biết chưa hình như em không biết sợ gì. Hả? Vậy không biết dạng đó nha. Không biết dạng đó đâu. Đẹp. Đẹp không? Đẹp.
Ok. Ủa, cũng giận đó các cái máy nữa. Em có cái đi. Làm trong đây luôn nè. Máy này 18. Nè, thấy có cái giỡn, giỡn cái này là không cho không phải đúng không? Không, giỡn à, người ta của em nhỏ hơn. À, cái gì không anh? Cái giống gì không? Đúng. À, đó, cắt cái máy vậy là mình làm giống vậy đúng không? Không có cắt cái máy vậy, cắt cái máy khác. Giỡn giỡn vậy đúng không? Ừ, ok, giúp nha. Rồi, ê, tạm biệt. Cái máy đi, tạm biệt cái máy trước. Lâu ra anh thấy nhiều quá. Hại quá. Cái máy ngắn vậy nha em, muốn rửa trán nha. Dạ. Ừ. Cắt sao hồi nhìn, làm sao hồi nhìn nhà nhìn không ra luôn. Ok. Nhà luôn. Vô thức. Chào vô thức. Em rảnh dữ à. Sợ kì kìa. Vô thức này. Anh đang ở đâu vậy Vô Thức? Trả lời. Anh sẽ lòng thấy mà luôn. Ôi trời, trẻ già nó không ai miếng chiên luôn á. Trời ơi, nó xạo không à. Chưa thấy ai khổ như. Các bạn thấy như là ổ sinh không à? Vô nói xin thầy. Từ xử luôn. Sáng hả em? Dạ. 8 rưỡi. Nếu em qua sớm hơn một... Đó, được mà. Rồi, sẵn đồ chơi ra mấy em ơi. Nhìn nó tiếp tiếp dễ thương. Chờ em trẻ đi được thêm 5 tuổi. Cái gì cái năm? Anh thấy mười mấy tuổi chứ năm. Em chưa 18. Chưa 18. Rồi các bạn thấy sao về món đó này à? Thì mới cắt thôi, bây giờ thái sẽ uống. Không còn cắt thời gian nữa. Quá liền. Hãy làm ngay vào luôn. Đây. Quá liền. Mẫu tóc của công nghiệp bây giờ thấy sẽ làm lại mẫu tóc của nghệ thuật. Sao mà không vô được không ra? Lắc đó. Lắc cái gì? Lắc cái gì? Lắc cái gì? Lắc chào mọi người đi em. Hai. Nhưng mà nó thiệt tình. Không phải. Cái này mà em chỗ mạng lắc rồi em có. Cái ăn hiếp không ạ? À? Thử một test đây. Chào chỉ cho. Thế salon thấy chiều thứ bảy rất là đông vui. Người mẫu rất xinh nha các bạn. Xem nào hay gì nè. Bung ra đây là mẫu tóc của Sơn và đã từng phủ bóng, đã từng phủ bóng, có phủ bóng không em? Dạ đúng không? Đã từng phủ bóng, giờ salon Thái lại làm highlight. Chào Thanh Linh, làm lại màu ánh rêu highlight. Còn đây là salon Thái còn trống một dãy thợ nè, đây một dãy thợ ngồi không nè. Ai chưa đến làm đẹp thì đến ngay vào luôn đi nhé. Qua liền. Tạm biệt các bạn. Anh đừng cho em. Anh đừng có cho em. Anh đừng cho em lên sau. Chưa có khách đâu. Rồi, tạm biệt các bạn nhé. Rồi em cũng tạo biệt canh luôn. Đây là máy ngố, máy của sự hiện đại. Dở lên coi. Máy này